Rồi. Chị cho tiền mang về cho bố mẹ mua xe. Không lấy đâu. Sao không lấy? Chị cho. Chị chưa nói với em nhưng mà chị có bí mật để là cho em về đưa cho bố mẹ. Không lấy đâu. Sao không lấy? Khổ. Vì em chưa làm được gì cho chị. Chưa làm gì cho chị á? Đấy, cứ lấy đi xong rồi về cố gắng làm việc cho chị sau được không? Nhá. Mọi người ơi, khổ lắm, con bé này cho bộ quần áo nó cũng không lấy, cho cái gì nó cũng không lấy cơ. Lấy xong rồi về cố gắng làm việc cho chị sau, rồi dần dần sau này làm tốt, chịu khó nói chuyện, chịu khó chia sẻ cùng với mọi người, là mọi người yêu quý, rồi dần dần là phát triển mình hơn. Nhận đi cho chị vui. Cho Dua 50 triệu để Dua sẽ về, lát nữa về mua xe cho bố mẹ. Hai chị em đang dừng lại ở chỗ dừng chân vì là đoạn đường này nó dài, nó mệt quá nên là dừng lại ở ngang đường một xíu để cho tỉnh táo, rồi bố mẹ Dua đón bố mẹ Dua lên Yên Minh rồi mua. Đây, hôm nay có 50 triệu dành cho Dua đây. Phải đếm trước đây, không cộng đồng mạng mọi người kinh lắm. 1, 2, 3, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cả mỗi chị phát 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đấy. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Mình sẽ tặng Dua 50 triệu trước để Dua về mua quà cho bố mẹ, mua quà cho các em và mua tặng cho bố một cái xe máy và mẹ một ít vàng. Nếu như bố mẹ Dua đồng ý xây nhà thì Hường sẽ đưa thêm tiền để xây nhà luôn. Mọi người nhớ đừng quên thả tim và follow để đồng hành với chị em mình hành trình mua xe và mua vàng cho bố mẹ Dua, xem có đúng như lời mình nói không nha. Vì bữa trước mình nói mọi người bảo là bốc phét. Bạn làm bốc phét thôi thì cứ dần dần có thời gian trả lời. Rồi thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người video tiếp theo.